không ai bất hạnh như anh. Chưa có khổ đau nào có thể đánh gục được anh. Kiến tạo, xuất phạt, rồi ghi bàn. Có giai đoạn anh gần như là phương án tấn công duy nhất của Quỷ Đỏ. Nhưng cú Santo ăn mừng đầy chuyển mạnh làm nứt lòng khán giả. Lối đá của anh còn khiến người ta khó phân biệt với CR7. Khi CR7 chuyển đến Real Madrid, Sir Alex Ferguson tuyên bố: ở Old Trafford chúng ta vẫn còn một Ronaldo nữa. Nhưng Nani không muốn như vậy. Anh đâu có muốn làm Ronaldo bản sao của CR7 hay đại loại một người như vậy, mà anh muốn được làm chính mình, làm Luis Nani.